Đây là anh Thái với Mary, cặp đôi uyên ương ra biển cá. Đứng chụp ảnh nhá. Wow. Chụp. À, không phải đang quay. Muốn chụp ấy, chấm là bị chậm. Chấm là bị chậm. Chấm là một cái. Đây là anh Thông, chị Hằng. Đây là anh Thông, chị Hằng. Chụp một tấm hình nha. Chụp một tấm nha. Rồi. Đây là anh Nghĩa. Hi Mary. Hi. Khỏe không? Khỏe khỏe khỏe. Hi chị Hà. Hai anh Thái. Hai Sai. Hai cái quán quán mì với lại quán cà phê. Hai chị Dạ Hoa. Đây là quán cà phê của anh Sai. Bây giờ anh đang nấu mì mì tô, mì ly, mì chén. Mì đây. Ai ăn mì không? Chó quá không ơi, chó quá không ạ. Ai ăn mì mì đây? Đây là anh Tường, đây là anh Nghĩa. Bây giờ cái bữa nay là bữa đi chơi thú vị không à? Dạ, rất là vui. Bây giờ Mary cho biết là cái bãi này sạch sẽ tốt thế này. Dạ. Đã đem mình trở lại đây. Dạ. Cái nhóm mình là để chơi ngày suốt ngày hôm nay. Dạ. Để tránh đi cái dịch Covid ảnh hưởng, nhưng vẫn giữ distance xa social distance. Cái nữa chúng ta còn vài cặp tới đây nữa. Dạ. Chương trình chúng ta sôi động. Dạ. Và rất là vui, xin quý vị cho tràng pháo tay để cho mừng tất cả mọi người ạ. Dạ. Đường gà ăn phở, ở gà mì này. Cái này nó tôi đi này nha, tôi đi này rồi đó. Cái đủ chưa? Đủ rồi. Đủ rồi. Đem. Đây là order trước đó. Chị Hằng, anh Thông, ok. Cho một vài lời. Hôm nay được sống hợp sống dân ra biển, tắm rất là đông vui. Mà các anh chị thấy cũng rất là hào hởi đi ra tắm biển. Và nhất là được trong mấy căn lều rất là đẹp, với màu sắc tươi vui. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Bây giờ còn đang chờ anh sẽ hùng hơi.